Chào tất cả các em. Thì buổi học online hôm nay thầy sẽ giúp cho các em hệ thống lại một số kiến thức quan trọng của một số cái chủ đề trong chương trình hóa học 10 học kỳ 1. Chủ đề đầu tiên thầy sẽ ôn lại cho các em đó là chủ đề về nguyên tử. Về thành phần nguyên tử thì các em cần nắm nguyên tử được cấu tạo bởi lớp vỏ và hạt nhân. Về lớp vỏ thì lớp vỏ gồm các e mang điện tích âm và electron được ông Thomson tìm ra năm 1897. Mỗi electron có về khối lượng Me bằng 9,1094 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Còn nếu tính theo đơn vị U là bằng 0,00055 U. Về điện tích, Qe bằng trừ 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Hai, về hạt nhân. Hạt nhân thì gồm có proton và neutron. Proton là hạt mang điện dương và được ông Rutherford tìm ra năm 1918. Về khối lượng thì Mb bằng 1,6726 nhân 10 mũ trừ 27 kg và xấp xỉ 1 ohm. Về điện tích, Qb bằng cộng 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Đối với hạt neutron thì hạt neutron là hạt không mang điện tích và được ông Chadwick tìm ra năm 1932. Về khối lượng, Mn bằng 1,6748 nhân 10 mũ trừ 27 kg, xấp xỉ 1 ohm. Về điện tích, Qn bằng 0. Về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị thì các em cần nắm. Thứ nhất là về điện tích hạt nhân. Thì điện tích hạt nhân thì sẽ do hạt proton quyết định. Về điện tích quy ước thì là thầy lấy ví dụ 1B thì điện tích hạt nhân sẽ là 1 cộng. Nếu thầy có ZB thì điện tích hạt nhân sẽ là Z cộng. Từ đó suy ra số B bằng Z và điện tích hạt nhân sẽ là bằng Z cộng. Vì nguyên tử trung hòa về điện, ta có số E bằng số B. Thì từ đó ta đưa ra một kết luận, đó là số E bằng số B bằng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z. Điện tích hạt nhân sẽ là bằng Z mang dấu cộng. Hai là về số khối. Số khối ký hiệu là A hoa. Về định nghĩa, số khối là tổng số hạt proton và hạt neutron, hay là A bằng Z cộng N. Ta có một cái nhận xét, Z, N là những số nguyên. Ta suy ra A cũng là một số nguyên. 3 là về ký hiệu nguyên tử. Thầy lấy ví dụ, đây là ký hiệu của một nguyên tử X. Trong đó, A là số khối, X là ký hiệu nguyên tố và Z là số hiệu nguyên tử. Và Z ở đây cũng có thể là bằng số E. Bằng số B.
Các em chuyển sang tìm hiểu 4 về đồng vị. Đồng vị là cùng B khác N, từ đó dẫn đến số khối A cũng khác nhau. Về đồng vị bền, Z nhon 83. Còn đối với đồng vị không bền, Z lớn hơn 83 thì người ta gọi là đồng vị phóng, phóng xạ. 5. Các em tìm hiểu về nguyên tử khối trung bình. Công thức tính nguyên tử khối trung bình như sau. Thì giả sử x có hai đồng vị là x a1z. Đồng vị này chiếm x 1%. Đồng vị thứ hai là x a2z. Đồng vị này chiếm x 2%. Thì khi đó công thức tính nguyên tử khối trung bình của x, ví dụ là a ngang x, sẽ bằng lấy a1 nhân x1 cộng a2 nhân x2, tất cả chia x1 cộng với x2. Trong đó x1 và x2 là phần trăm của các đồng vị, và x1 cộng x với x2 là bằng 100%. A1, A2 là số khối của các đồng vị. Về cấu hình E của nguyên tử thì các em cần nắm cách viết cấu hình E nguyên tử. Thì để viết cấu hình E thì các em sẽ làm hai bước. Bước 1, đầu tiên các em viết ra mức năng lượng, và đây là mức năng lượng. Khi viết mức năng lượng xong, các em phân bố E và mức năng lượng, và nhớ là phân bố tối đa từ bên trái sang phải. Bước 2, nếu Z nhỏ hơn hoặc bằng 20 thì cấu hình nó sẽ trùng với mức năng lượng. Còn nếu Z lớn hơn 20 thì cấu hình E nó có sự sắp xếp lại cái mức năng lượng. Chuyển sang chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Về cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì đầu tiên là ô, thứ hai là chu kỳ, và thứ ba là nhóm. Về ô thì số thứ tự ô sẽ bằng B bằng E bằng Z. Đối với chu kỳ thì số thứ tự chu kỳ sẽ bằng số lớp E. Về nhóm thì cách xác định nhóm, bước 1, số thứ tự nhóm sẽ bằng E hóa trị. Bước 2, dựa vào phân mức năng lượng cao nhất, nếu SB thì nó sẽ là nhóm A, còn DF thì nó sẽ là nhóm B. Về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. Và đây là một cái bảng. Thì trong cái bảng này các em cần nắm cho thầy, thứ nhất là về bán kính nguyên tử, thứ hai là về độ âm điện, thứ ba là tính kim loại, thứ tư là tính phi kim. Thì nếu mà xét chu kỳ từ trái sang phải thì bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Còn nếu mà xét nhóm, ở đây là nhóm A từ trên xuống, thì bán kính nguyên tử là tăng dần, độ ẩm điện giảm, tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. Về oxit cao nhất của R và hợp chất của R với H thì các em nắm cái này hai cái dòng này.
Thứ nhất là hóa trị của R trong oxit cao nhất đúng bằng số thứ tự nhóm A. Hóa trị của R trong hợp chất với H sẽ bằng 8 trừ đi hóa trị của R trong oxit cao nhất. Thầy lấy ví dụ, thầy có một cái bảng như sau. Thì hàng đầu tiên là oxit cao nhất của R, hay là gọi là hợp chất của R với O. Dòng thứ hai là hợp chất của R với H. Thầy lấy ví dụ cho các em nhóm 1A. Hợp chất của R với O nó sẽ gồm có R và O. O các em biết rồi, O đó là hóa trị 2. Hóa trị của R trong oxit cao nhất sẽ đúng bằng số thứ tự nhóm A. Như vậy ở đây là 1A, như vậy là hóa trị 1. Rồi áp dụng quy tắc hóa trị thì ta có là hóa trị của R là chỉ số của oxy. Như vậy là chỗ này là số 1, ta có thể bỏ. Hóa trị của oxy chính là chỉ số của R. Và chỗ này sẽ là số 2. Rồi như vậy ta có là R2 hay không? Rồi tương tự từ nhóm 2A đến nhóm 8A, ta có công thức oxit cao nhất của R như sau. Nhóm 2A sẽ là R. Nhóm 3 sẽ là R2O O3. Nhóm 4A sẽ là RO O2. Nhóm 5A sẽ là R2O O5. Nhóm 6A sẽ là RO O3. Nhóm 7A sẽ là R2O O7. Rồi, đối với hợp chất của R với H thì nhóm 1A không tạo được hợp chất của R với H. Nhóm 2A cũng vậy. Nhóm 3A cũng vậy. Rồi, bắt đầu từ nhóm 4A đến nhóm 7A thì nó sẽ tạo được hợp chất của R với H. Thì thầy sẽ lấy ví dụ hướng dẫn cho các em về nhóm 4A. Thì hợp chất của R với H nó sẽ gồm có R và H. Ở đây là hóa trị 1. Rồi, còn hóa trị của R này bằng bao nhiêu? Rất dễ. Thì đối với oxit cao nhất của R, nhóm 4A sẽ là RO2. R này sẽ là hóa trị 4. Vì hóa trị của R trong oxit cao nhất này bằng đúng số thứ tự nhóm. Ở đây nhóm 4A, như vậy là R này sẽ là hóa trị 4. Rồi, như vậy hóa trị của R trong hợp chất của R với H sẽ bằng 8. Đây, bằng 8 trừ cho hóa trị của R trong oxit cao nhất, như vậy là 8 trừ cho 4 sẽ là 4. Rồi, như vậy là áp dụng quy tắc hóa trị thì ta có thể lập ra là, và chỗ này sẽ là RH 4. Rồi, tương tự đối với nhóm 5A thì nó sẽ là RH H3. Rồi, nhóm 6A sẽ là RH H2. Nhóm 7A sẽ là R. Rồi, như vậy đây là một cái bảng về oxit cao nhất của R và hợp chất của R với H từ nhóm 1A đến nhóm 7. Các em cần nắm cái bảng này để mình làm một số cái bài tập về oxit cao nhất của R và hợp chất của R với H. Các em chủ định chuyển sang chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề về phản ứng oxy hóa khử.
Rồi, như các em đã được học thì có 4 bước để thiết lập một phản ứng oxy hóa khử. Ở đây là theo phương pháp thanh bằng này. Ở đây ghi luôn là theo phương pháp thanh bằng này. Thì ghi luôn phương pháp thanh bằng phương pháp thanh bằng này. Rồi, như vậy là bước đầu tiên, bước 1 thì đầu tiên là các em sẽ định số oxy hóa của các nguyên tố để tìm ra chất oxy hóa và chất khử. Bước 2 là viết các quá trình oxy hóa, quá trình khử. Bước 3 là các em tìm hệ số. Và bước 4, các em đặt hệ số và kiểm tra sự cân bằng theo thứ tự là kim loại, phi kim, H, rồi TiO. Rồi, thầy lấy ví dụ. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxy hóa khử theo phương pháp thanh bằng này. Rồi, thầy lấy cho các em ví dụ phương trình này. Rồi, đầu tiên bước 1 thì các em sẽ định số oxy hóa của các nguyên tố để tìm ra chất oxy hóa và chất khử. Rồi, thầy ghi lại cho các em phương trình này. Rồi, như vậy là các em đã học về cách xác định số oxy hóa. Như vậy là O này là trừ 2, thì Fe này sẽ là cộng 3. Được chưa? O này là trừ 2, thì cách O này là sẽ là cộng 2. Fe này là đơn chất 0. O này trừ 2, thì cách bô này sẽ là cộng cộng 4. Khi xác định số oxy hóa xong thì các em thấy là Fe và C là có sự thay đổi số oxy hóa. Fe từ cộng 3 giảm số Fe 0. Như vậy là chỗ này là số xóa gì? Giảm. Số oxy hóa giảm. Đấy, cái nhìn đây Fe cộng 3 sao lại Fe 0? Từ cộng 3 giảm xuống 0. Như vậy chất oxy hóa ở đây sẽ là gì? Fe2O3. Fe2O3. Rồi, carbon này là carbon cộng 2, carbon này là carbon cộng 4. Như vậy là carbon cộng 2 tăng lên carbon cộng 4. Như vậy chỗ này là số oxy hóa gì? Số oxy hóa tăng. Giờ số xóa tăng, số xóa tăng. Như vậy chất khử ở đây là gì? Là C. Rồi, rồi bước 2 là viết các quá trình oxy hóa và quá trình khử. Rồi thì các em viết như sau. Lúc nãy là Fe từ cộng cộng 3, cứ viết bình thường là những mũi tên. Sau là Fe gì? Fe không. Được chưa? Rồi, muốn xác định E thì các em cứ lấy số xóa trước trừ đi số xóa sau. 3 trừ 0 là 3. Như vậy chỗ này sẽ là cộng gì? Cộng 3 7. Các em thấy ở đây là có 2 Fe. Như vậy là thầy nhân chỗ này là số 2 luôn. Được chưa? Chỗ này cũng nhân số 2 luôn. Như vậy E này sẽ là 3 nhân 2 sẽ là 6.
Rồi như vậy thì viết lại chỗ này sẽ là cộng gì? Cộng 6e. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là C cộng gì? C cộng 2. Tăng lên C bao nhiêu? Tăng lên C cộng cộng 4. Rồi, muốn xác định E thì lấy số xóa trước trừ số xóa đằng sau. Lấy 2 trừ 4 sẽ là trừ gì? Trừ 2. Trừ 2. Các em muốn để trừ 2 như thế này cũng được. Còn không thì các em chuyển sang bên này sẽ là ghi cộng cộng 2. Rồi. Rồi, carbon cộng 2. Ở đây là chất gì? Chất khử. Thì quá trình tương ứng của nó sẽ là quá trình oxy hóa. Còn Fe cộng 3 này là chất oxy hóa. Như vậy quá trình ở đây là quá trình gì? Khử. Đó, thì các em cần nắm là chữ chất oxy hóa. Chất oxy hóa. Thì quá trình tương ứng của nó sẽ là quá trình gì? Sẽ là quá trình khử. Được chưa? Còn chất khử. Chất khử. Thì quá trình tương ứng của nó sẽ là quá trình oxy hóa. Rồi, bước 3 là các em đi tìm hệ số. Thì đầu tiên các em viết lại hai cái quá trình lúc nãy. Rồi, thầy sẽ chỉ cho các em cách tìm hệ số một cách nhanh nhất. Thì ở đây các em nhìn thấy này là 6. Thì các em ghi xuống quá trình này là 6. Rồi, các em thấy ở đó là 2 thì các em ghi lên quá trình ở trên là 2. 26 này các em có thể rút gọn. Sẽ là gì? 1 và 3. Rút gọn làm sao cho tối giản giản nhất. Rồi, ở đây thầy bỏ số 2. Bỏ số 6 đi. Chưa? Đó là số 1 và số 3. Rồi, như vậy là các em vừa tìm hệ số xong. Ở đây là 1 và 3. Nói chung là có rất nhiều cách tìm hệ số. Nhưng mà theo thầy là cách tìm hệ số như thế này là nhanh nhất. Bước 4. Thì các em đặt hệ số và kiểm tra sự cân bằng theo thứ tự kim loại phi kim H với O oxy. Rồi, thầy viết lại cái phương trình lúc này. Rồi, thì bây giờ các em đặt hệ số như sau. 1 nhân vào này, như vậy sẽ là 2Fe cộng 3. Ở đây đã 2Fe cộng 3. À rồi, như vậy là trước này là các em nhân số gì? Trước này là số gì? Số 1. Như vậy các em có thể bỏ bỏ qua. Rồi, 1 các em nhân qua này, như vậy sẽ là 2Fe. Fe 0. Như vậy ở đây là 1, như vậy chỗ này các em sẽ nhân số 2. 3 các em nhân qua này. Như vậy là 3C cộng 2. Ở đây là số 1, như vậy chỗ này các em nhân số 3. Rồi 3 này các em nhân qua này. Như vậy là gì? 3C cộng 4. Chỗ này là 1. Như vậy chỗ này các em nhân số 3. Rồi khi đặt hệ số xong thì các em kiểm tra theo cái trình tự này. Đầu tiên là kim loại trước. Như vậy ở đây là 2B. Ở đây là 2B bằng. Rồi phi kim. Phi kim ở đây là bên này là 3 carbon. Bên này là cũng là 3 carbon. Như vậy là carbon ở hai vế đã bằng nhau. Tiếp theo là H. Rồi phương trình này không có H thì các em có thể bỏ qua. Tiếp theo là O. Bên này là 3 nhân 1 là 3. Bên này là 3. Như vậy là 3 cộng 3 là tổng O bên này sẽ là 6. 6 O. Rồi bên này O này là 2 nhân 3. Như vậy là bên này cũng là 6. 6 oxy. Rồi như vậy oxy ở hai vế này cũng bằng nhau.
Như vậy là phương trình này đã được cân cân bằng. Rồi thầy sẽ chỉ cho các em cách để mà các em cân bằng nhanh, không cần phải đi theo trình tự 4 bước. Nếu mà các em đi theo trình tự 4 bước như vậy thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì thầy sẽ chỉ cho các em cách cân bằng nhanh. Thì sau này nếu mà các em giải một số bài tập mà viết phương trình thì các em có thể cân bằng như thế này, nó sẽ nhanh hơn. Thì đầu tiên các em cũng xác định ra số xóa, như vậy là ô này trừ 2, FE này là cộng 3. Còn nếu không xác định tất cả số ô xóa thì các em có thể xác định những nguyên tố mà có sự thay đổi thôi. Ví dụ như là thường là O với H trước và sau ít khi nó thay đổi. Như vậy ở đây thầy xác định là FE. FE này là cộng cộng 3. Rồi, carbon này là gì? Cộng cộng 2. FE này đơn chắc là 0. Carbon này sẽ là cộng cộng 4. Cái đầu tiên thì các bạn xác định số ô xóa của những nguyên tố thay đổi. Rồi thì bây giờ các em nhìn này, ở đây là Fe cộng 3, này là Fe 0. Các em lấy 3 trừ 0 bằng 3, các em ghi xuống dưới này là 3. Rồi C này là cộng 2, C này là cộng 4, các em lấy 4 trừ 2 là bằng bằng 2. Các em ghi xuống ở dưới, dưới này là 2. Được chưa? Rồi. Bây giờ 3 này các em đặt lên chỗ này. Như vậy chỗ này là số. Số nhiêu? Số 3. 2 này các em đặt lên chỗ FE này. Như vậy chỗ này là số số 2. Rồi, như vậy là thầy xóa cái chỗ này để các em dễ nhìn nha. Rồi, như vậy là hệ số của Fe sẽ là 2 và hệ số của CO2 sẽ là 3. Rồi, thì tiếp theo thì các em sẽ kiểm tra theo trình tự là giống như lúc nãy, kim loại cỡ gì? Tới phi kim. Rồi tới H. Và cuối cùng là tới O. Đó, kiểm tra theo trình tự này. Đầu tiên kim loại bên này là 2Fe, bên này là 2Fe, như vậy Fe ở hai vế đã bằng nhau. Phi kim bên này là 3C và chỗ này mới chỉ là 1C thôi, như vậy chỗ này các em sẽ là 3. Rồi cuối cùng kiểm tra TO, bên này là 3O, 3O, như vậy là tổng O bên này là cũng là 6O, 6O. Rồi bên này 3 nhân 2 là 6, như vậy là oxy bên này là 6O. Như vậy phương trình đã được cân cân bằng. Rồi thầy lấy ví dụ cho các em một phương trình tiếp theo, CO cộng cho HNO3 tạo ra là CONO3 cả hai lần cộng NO cộng nước. Rồi thì đầu tiên các em cũng xác định số xóa ra, nitơ này sẽ là nitơ cộng cộng 5, đồng này sẽ là cộng 2. Đó, các em chỉ cần xác định những nguyên tố mà có sự thay đổi thôi. Ngoài chỗ này là cộng 2. Rồi, làm tương tự, đồng này 0, này cộng 2. Lấy 2 trừ 0, ngoài chỗ này sẽ là 2. Rồi, đó là cộng 5. Nitơ này là cộng 2. Lấy 5 trừ 2, này sẽ là 3. Rồi sau đó thì các em sẽ ghi chéo chỗ này. Như vậy là 2, các em đặt lên chỗ này là 2. Rồi 3, các em đặt lên chỗ này sẽ là 3. Chưa? Rồi thầy sẽ bỏ cái này đi. Rồi tiếp theo thì các em
kiểm tra theo trình tự như thế này. Đầu tiên là kim loại, bên này là 3 đồng, chỗ này là 1 và chỗ này sẽ nhân lên là số 3. Rồi phi kim. Bên này là bao nhiêu? À, nitơ này là 2 nitơ. Chỗ này là 2 nhân 1 là 2. 6. Vậy là nitơ bên này là nhiêu? 8. Chỗ này là 1 và chỗ này em sẽ nhân là 8. Rồi kiểm tra pH, bên này là 4H. À, nhân bên này là 8H. Bên này mới chỉ là 2H thôi. Vậy là chỗ này các em sẽ nhân là 4. 4 x 2 là 8. Rồi cuối cùng kiểm tra ô. 8 x 3 là 24. Như vậy oxy bên này sẽ là 24 ô. À, 24 oxy. Bên này là nhiêu? 6. 3 x 2 là 6. 6 x 3 là 18. 18 chỗ này là 2 nữa là 20. 20 cộng 4. Rồi như vậy là với bên này cũng là 24 ô oxy. Rồi, như vậy là phương trình này cũng đã được cân cân bằng. Đó, như vậy là các em cần nắm cho thầy cách cân bằng nhanh như thế này để khi mà các em viết phương trình ra để mà giải bài tập thì các em cân bằng nó sẽ nhanh hơn. Rồi, buổi học online đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tất cả các em.